Cua sale chỉ trong 3 ngày thứ 6, thứ 7 và chủ nhật. Mua sống bơi lội tại chợ Maki Seafood chỉ có 5.99 một ao. Chợ Maki Seafood chuyên bán các mặt hàng hải sản tươi sống như tôm hùm, nghêu, cua, cá và nhiều loại hải sản khác với giá rẻ bất ngờ. Ngoài ra, crawfish tươi sống chỉ có 2.99 một thau, gạo ba cô gái 34.99 cho 50 thau và mít tươi chỉ có 59 cent một thau. Maki Seafood là chợ duy nhất có bán gạo bubble rice và gạo quý phi. Ngoài ra, chợ có các loại rau xanh mướt tươi mới được nhặt về mỗi buổi sáng cho quý khách tha hồ lựa chọn. Chợ sạch sẽ, ngăn nắp đạt tiêu chuẩn về vệ sinh. Chợ Maki Seafood tọa lạc tại 2331 Maki Road, San Jose, điện thoại 408-251-5566. Chợ nằm ngay góc đường Maki và North Jackson, chợ Đại An cũ.